mà đánh chung với người khác, người ta chửi anh em thì anh em mới biết là anh em sai ở đâu, anh em cải thiện kỹ năng được. Chứ anh em cứ đánh có những thứ là anh em sai, cực kỳ sai trong trận đấu, nhưng mà làm gì có ai nói anh em tiếng nào đâu. Tại nó cho xe đá một mạng là sao? Hả? Chạy thẳng tới hồ thể, để cho nhanh về đặt chạy lui lại rồi cắm phát xuyên từ hồ thể nhưng... Cái... Ê... Hào anh, tìm anh pick 3 carry late game luôn. Mưa dễ giờ, mưa chi vẫn mưa ác. Hắn ra không làm nát cái lên được. Hiểu cái nói gì á? Tìm nó cố phá pha chế tự chủ biết trong lực mạng, nó lấy được mega rồi mà, nó lấy được mega rồi đó, nó không cần đánh qua đó là nó cứ lại vô thông thả nó lấy mega xong nó chạy về, xong nó lại chạy xuống bóng ăn rồng, nó lấy mega thông thả nó chặt bờ cái em này. Trước gặp xe đánh xin gì em đang gặp xe đánh xin gì tiếp nè. Thank you.
Game trước đúng không? Game trước mày đứng ở ngoài mày xả sướng cái tay lắm đúng không? Hai pha kinh khủng như thế, làm gì có chuyện tự dân game dễ. Dạ. Đó, quá trời chứa trước, nó đánh mình ở trong chuồng luôn, bước ra khỏi chuồng được luôn. Kinh hổ cho mình thu quế. Mình đánh mà tỷ lệ thắng được 85.44%, tức là đánh 100 game là thắng 85 thua 15 đấy.